cho cái ổ chọc vào khô nó nghĩ chọc vậy chọc á ok ấy nghe ta khẽ chọc như đây ôi ôi ngay nãy bắt thú được chọc đọc nữ thôi hết ấy mẹ nằm bó mẹ này tôi ngày sau chúng chọc chọc kịch rồi mà thay mau mà anh phơ riêng phải lôi bàn cho phơ rộng muối không ai ăn lấy bon chứ mà bắt thầy giá hay không đó à